em nhập một lô áo phông 50.000 một cái. Bây giờ em bán trên Shopee bao tiền để có lãi cao hả anh? Ok, để mình chỉ cho bạn. Có rất là nhiều bạn khi mà mới kinh doanh ở trên sàn thương mại điện tử, các bạn không biết được những cái khoản chi phí mà các bạn phải chịu. Ví dụ như chiếc áo phông này chẳng hạn, các bạn nhập là 100.000 đúng không ạ? Các bạn không biết là nên bán mức giá bao nhiêu là hợp lý. Với cái sản phẩm áo phông này thì chúng ta nên chạy quảng cáo với ngân sách bao nhiêu là hiệu quả nhất. Thì ở trong cái bảng công thức tính giá này thì mình đã liệt kê ra những cái khoản chi phí phải chịu khi mà các bạn bán hàng ở trên Shopee, những cái khoản chi phí các bạn có thể tối ưu khi mà các bạn là nhà bán hàng mới. Thì từ cái bảng này các bạn sẽ tính ra được lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm, và các bạn sẽ nắm được rằng là chúng ta nên chạy quảng cáo ở ngân sách bao nhiêu là phù hợp đối với sản phẩm này. Bảng công thức này sẽ được mình và Học viện Thương mại Điện tử Topmark gửi tới bạn trong chương trình 2 ngày học miễn phí. Mình là người có kinh nghiệm hơn 5 năm kinh doanh thực chiến và sẽ trực tiếp hướng dẫn các bạn về lộ trình xây dựng một gian hàng trên Shopee từ con số 0 đến khi đạt 1.000 đơn hàng đầu tiên. Cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ Học viện Topmark, học viện đào tạo chuyên sâu về kiến thức thương mại điện tử, các kiến thức đều có minh họa số liệu, kết quả thực tế từ chính các gian hàng của Topmark mà bạn có thể hiểu và thực hành ngay được trong buổi livestream. Bấm đăng ký tham gia ngay để trở thành thành viên trong nhóm kín, cùng tham gia học tập miễn phí và nhận các tài liệu hữu ích cho công việc kinh doanh của bạn. Học viện Thương mại Điện tử Topmark, dạy thực tâm, học thực chiến.